Con đây chưa qua, chào mừng các bạn đã đến với Mèo TV. Hôm nay thì là chuyên mục khẩu nghiệp mỗi ngày, nhưng mà mình đang có một chút gọi là tự nhiên cái hứng reaction mà lâu rồi mình cũng không reaction. Thì mình có đăng bài ở trên cộng đồng YouTube ấy, thì các bạn có kêu là các chị ơi reaction thằng điên đi. Nghe cái tên bài thôi là tôi đã muốn khẩu nghiệp rồi. Một bài hát mà tên là thằng điên thì sẽ hát về cái gì nhỉ? Hát về thằng điên hả? Hay là kiểu mà người điên yêu vậy đó, thấy không? Bài hát phải nói về chuyện tình yêu rồi. Chết là Steve và Phương Ly nữa. Trời, tôi rất thích chết là Steve và Phương Ly luôn á nha. Chết là Steve là tôi thích từ cái hồi mà hát với Emily rồi. Nên là dù là cái tựa đề nó hơi ba chấm một tí, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà vô tay chết là Steve với Phương Ly thì chắc là cái bài này nó sẽ good lắm đây. Coi hem. Coi nha. Ê mà tôi cũng hay được mấy bạn fan gọi là con điên lắm á. Bây giờ con điên reaction MV của thằng điên. Ok, coi nào. Đây thì chắc là thằng điên rồi. Kìa ăn mày. Ăn mày mà mang giày Adidas kìa ba, sập kìa ba. Ăn mày gì xịn vậy? Trời. Này là Phương Ly phải không ta? Cái dáng nhỏ nhỏ mang giày hiệu Nike Air Force này thì chắc là Phương Ly rồi. Tặng hoa cho thằng điên. Nửa đêm làm chuyện gì vậy bà? Mê gái liền, điên mà vẫn mê gái không? Điên mà thấy gái vẫn mê thôi mà. Điên chứ, trai là trai, đàn ông là gái liền. Thượng não liền. Tôi đoán bà này cũng điên nè. Phương Ly đang đóng một vai bà điên không? Chứ không ai mà con gái con đứa nữa đêm mặc đồ trắng mà đi ra đường mà nhảy cà tưng gì hết trơn. Rồi chơi với kiến nè. Rồi vụ về nhà luôn. Trời ơi, vụ về nhà luôn. Dễ sợ. Biết rồi đó, điên chứ mà đầu óc cũng không đến mức mà không tỉnh táo đâu nha. Không biết lựa gái đẹp, rủ về nhà. Trời ơi, điên mà có nguyên một cái guitar luôn. Xịn bộ điên mà đồ hàng. À, thấy tưởng đi tính đi mua đồ, cuối cùng là đi mua vải thôi à. Trời má, xịn á, xịn lắm luôn á. Ăn mày á, bị điên nhưng mà vẫn có Adidas may nha. Còn ông này bán gì? Chết là Ti bán gì vậy? Chết là Ti bán xiên que, bán cái viên chiên mà có điện thoại xịn xài luôn nè. Điện thoại smartphone nè. Điện thoại này bao nhiêu tiền vậy mà bán cái viên với lại bán bò viên mà còn có tiền mua được điện thoại luôn á. Trời ơi, VIP hơn tôi rồi. Tôi ngồi cài lưng ở đây ngồi stream mà làm clip mà muốn hả, muốn xỉu luôn mà còn hả tay lắc cơ. Trời ơi, chắc đi bán nghỉ streamer đi bán cái viên quá đó. FaceTime đồ. Trời, bán giải cũng có điện thoại xịn luôn nè. Ê, nó chôm đồ kìa bà. Rồi cái thằng cái viên này nó thấy cái thằng cá viên này nó thấy cái ông này đang muốn mua giải mà ông không có tiền đúng không, đang muốn giúp. Trời ơi, đam mỹ à, điên mà sao đầu qua vậy. Trời, nhà của thằng điên cũng xịn lắm, mấy cái cục ở đâu có rẻ đâu. Trời ơi, có luôn cái bàn chơi game luôn kìa, đúng xịn luôn. Trời ơi, đúng nhiều đồ ăn luôn. Tôi nói mà có đam mỹ trong này. Chuyện tình tam giác ha. Người này người kia. Họ bộ đồ may đó hả? Cũng xịn chứ bộ. Nhìn cũng chất chứ bộ. Ủa sao vậy? Tự nhiên đang nhảy đang hát cái chết vậy. Ủa gì vậy? Giai điệu cực hay nha, giai điệu mà vô đầu. Nãy giờ live MV rồi, vừa để ý cái lời nhạc. Là khi yêu là sẽ điên á. Lời bài hát kiểu là khi yêu là
trở thành người điên thôi. Bất cứ ai dù tỉnh táo cỡ nào khi yêu rồi sẽ trở thành người điên, nên là đừng có yêu và đừng có yêu đương gì hết. Ép ai như tôi đi, con nhỏ này chết rồi nhưng mà ông này vẫn cứ chơi vậy đó, kiểu mù quáng ha, vẫn cứ... Cái quan trọng là sao bác sĩ biết mà tới cứu bả vậy ta? Nếu mà cứu Phương Ly á thì đáng lẽ luôn phải cứu luôn ông này, cho ông này vô viện tâm thần chứ. Ý là người ta cũng bị đau đầu thì người ta phải đi vô người ta chữa bệnh chứ, sao cứu có một người vậy? Không hiểu á, ý là nó vô lý chỗ đó, là không có ai mà đi báo Phương Ly à, hay là chết ở Ti, trời ơi, chia rẽ đồ. Tôi nghi là chia rẽ quá, tôi nghe mùi đam mỹ. Ủa là Commander Khan, lấy đâu ra Commander Khan vậy ta? Phương Ly dễ thương quá à. Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ. Trời, lời bài hát hay quá. Thật, cái lời bài hát rất là dễ thương. Tôi thích những cái bài hát mà cái lời bài hát nó không có bị sến á. Tại vì tiếng Việt của mình nó hay bị sến á. Thì thường là những cái lời bài hát nó hay sến xíu. Anh kiểu tình yêu kìa. Thấy chưa? Đi nó mang nguyên đôi giày Adidas kìa. Rồi cuối cùng bị điên luôn, điên thiệt luôn. Rồi, là hút đầu điên giỡn, giờ lúc sau điên thiệt đúng không? Mà lời bài hát thay thiệt. Lời bài hát nó không có bị sến mà nó gì vậy? Em ơi để chưa để anh ra MV cái chăm anh. Chết là Ti có con rồi. Chúc mừng chết là Ti. Ra MV mừng con luôn, dễ thương quá. Hai thằng sáng tác điên. Virus. Virus sáng tác bài này á. Virus với lại chết là Ti đồng sáng tác bài này nè. Wow. Mấy bữa giờ tôi bận quá tôi không có để ý. Trời ơi. Wow. Trời ơi. Ông Hoàng ông tài vậy. Má ơi, đã kiểu là best reaction của Việt Nam rồi. Bây giờ là còn sáng tác nhạc nữa, rồi hát nữa. Trời có gì anh không làm được không anh? Trời ơi. Phương Ly, Lâm Vi Say. À cái anh đi, cái chú điên này là Lâm Vi Say á. Nguyên cái dàn ekip của cái MV này đều bị điên hết này. Tôi thấy hội ánh sáng không bình thường này nọ, hội cho thuê thiết bị nhà thương điên này nọ. Đây là không bình thường. Wow. Không, tôi thấy cái MV là hay, có vài chỗ tôi không hiểu. Ý là có vài chỗ tôi nó không logic lắm, tôi không hiểu. Nhưng mà nói chung là một MV ca nhạc thôi mà mình cũng không có yêu cầu quá. Kìa, đúng kìa. Đam mỹ chưa, tôi nói mà. Nhưng mà nãy là có con mà. Xong rồi cái lại đi chơi đam mỹ là sao ông nội? Chia rẽ tình cảm của người ta nữa. Trời đất ơi. Không mà công nhận MV này hay. Ý là cái ý nghĩa nó tốt. Nó liên kết rất chặt chẽ với bài hát nữa. Là cái bài hát kiểu mà thằng đi nhưng mà kiểu mà ẩn sau trong cái lời bài hát là kiểu là khi bạn đi ý, khi bạn yêu á thì là ai cũng sẽ điên thôi. Điên mà cái kiểu điên trong tình yêu á thì nó sẽ là cái kiểu điên ngọt ngào á. Nhưng mà nói chung là tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng không hiểu, là tại vì tôi vẫn FA tới giờ nên tôi vẫn chưa có nếm được cái mùi điên đó, hiểu không? Tôi vẫn rất tỉnh táo. Nên là các bạn thì cái quyền điên hay là cái quyền tỉnh táo là do các bạn chọn thôi. Bạn muốn điên hay tỉnh táo? Wow. Cái bất ngờ của tôi vẫn là Virus đồng sáng tác. Wow. Đã couple, cái couple chết ở Ti với Phương Ly đó là một cái couple mà gọi là khủng rồi, không? Khủng hit rồi, hit khủng, toàn ra hit khủng rồi, bây giờ còn thêm Virus nữa. Cái MV này chắc là đang top 1 hình thành đúng không? Tôi nhớ là mang máng là đang top 1 hình thành lúc mà tôi search cái bài này á. Wow. Biết chừng nào mình mới giỏi được vậy ta? Trời ơi, giỏi quá. Like một like cái coi. Phải like. Like này. Tuyệt vời anh hai. Ok, thì ý kiến của mình về MV này là như vậy. Còn bạn thì thấy sao? Comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên, 11 giờ trưa các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật mình đều livestream trên Nemo TV. Các bạn chỉ cần ấn www.nemo.tv/mail hoặc là tải app Nemo TV trên điện thoại về, rồi kiếm phòng của Winmail là sẽ có thể trò chuyện với mình mỗi ngày luôn á. Lên trò chuyện với bạn của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình nhé. Like, subscribe cho Mail TV nha. Sayonara.